thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Châm ngôn chương 30. Lời của Agurơ, con trai Gia-kê, châm ngôn mà người ấy nói cho Y-thi-ên và U-can. Thật, ta ngu dốt hơn ai hết. Ta không có sự thông sáng của con người. Ta chưa được học sự khôn ngoan và chưa học biết tri thức về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong đôi bàn tay? Ai đã bọc nước trong áo? Ai lập các giới hạn của đất? Tên của đấng ấy là gì? Và tên con trai đấng ấy là chi? Nếu con biết, hãy nói đi. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện. Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài. Đừng thêm gì vào lời Ngài, kẻo con bị Ngài quở trách và bị kể là người nói dối chăng? Con cầu xin Chúa hai điều. Xin Ngài đừng từ chối trước khi con chết. Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con. Đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang. Xin cho con lương thực đủ dùng. Kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa mà nói rằng Đức Giê-hô-va là ai? Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng? Đừng vu khống đầy tớ với chủ nó, kẻo nó nguyền rủa và con phải mắc tội chăng? Có hạng người nguyền rủa cha mình, cũng không chúc phước cho mẹ mình. Có hạng người cho mình là trong sạch, nhưng chưa được rửa sạch vết nhơ của mình. Có hạng người có cặp mắt kiêu hãnh và mí mắt tự cao làm sao? Có hạng người có răng sắc như gươm, hàm răng bén như dao, để nuốt mất những người bần cùng khỏi đất và những người nghèo túng khỏi loài người. Con đĩa có hai con gái, chúng kêu hãy cho, hãy cho. Có ba điều không bao giờ thỏa mãn và bốn điều chẳng bao giờ nói đủ rồi. Đó là âm phủ, dạ hiếm muộn, đất khen nước và lửa. Chẳng bao giờ nói đủ rồi. Con mắt nhạo báng cha, khinh thường việc vâng lời mẹ, sẽ bị các con quạ nơi thung lũng móc đi và các chim ưng con ăn nó. Có ba việc kỳ diệu quá đối với ta và bốn điều mà ta không hiểu nổi. Đường chim ưng bay trên trời, đối rắn bò trên tảng đá, đường tàu chạy giữa biển và đường tình ái giữa nam nữ. Đây là cách sống của người đàn bà ngoại tình. Ăn xong, lau miệng và nói tôi có làm gì tội lỗi đâu. Có ba điều làm cho trái đất rúng động và bốn việc khiến nó không chịu nổi. Tên nô lệ được lên làm vua, kẻ ngu dại được no nê thức ăn. Người đàn bà dễ ghét lấy được chồng và đứa tớ gái thay thế bà chủ mình. Có bốn loài vật nhỏ trên đất nhưng rất mực khôn ngoan. Con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. Loài cao cao dù không có vua chúa nhưng bày ra thành đội ngũ. Con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong cung vua. Ba con vật có dáng đi đẹp đẽ và bốn loài có bước oai phong. Sư tử mạnh hơn hết trong các loài vật, chẳng lui bước trước bất cứ loài nào. Con gà trống oai vệ, con dê đực và vua khi duyệt binh. Nếu con có dạ dột mà tự cao tự đại, hoặc nếu con có âm mưu điều ác, hãy lấy tay che miệng lại. Ép sữa làm ra sữa đông và đấm vào mũi làm cho phun máu. Cũng vậy, chọc giận sinh ra điều tranh cãi. Châm ngôn chương 30 là những bài thơ của Agurơ chia sẻ cho Y-thi-ên và U-can. Đức Chúa Trời sử dụng ông để góp phần vào thư viện Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời gửi đến cho loài người. Trước tiên, Agurơ thừa nhận mình là người ngu dốt nhất thiên hạ và nhu cầu cần học biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Agurơ đã có lời cầu nguyện. Thứ nhất là ông cầu xin liên quan đến đời sống thuộc linh.
xin gian xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Thứ hai là ông cầu xin liên quan đến đời sống thuộc thể. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. Lời cầu xin của Agurơ quan tâm đến thuộc linh và ông thỏa lòng, mãn nguyện về sự chu cấp hàng ngày của Chúa dành cho ông. Ông xin Chúa giữ ông tránh sự dối trá và khỏi sự giàu sang quá mức hoặc nghèo khổ quá độ, vì ông thấy nguy cơ phạm tội trong cả hai cảnh này. Tiếp theo, châm ngôn chương 30, từ câu 11 đến câu 31, Agurơ bàn về bốn loại người đáng ghét. Bốn thứ chẳng biết chán, bốn điều phi thường, bốn điều làm đất rung chuyển, bốn loài vật nhỏ bé nhưng khôn ngoan, bốn loài vật có dáng đi oai vệ. Bốn loại người đáng ghét đó chính là người rủa cha, mắng mẹ, người tự thấy mình trong trắng, người kiêu ngạo và kẻ ác. Đó là người không vâng giữ điều răn Chúa và xem thường lời hứa của Chúa, xem thường người khác và cho rằng giá trị mình cao hơn người khác. Agurơ dùng hình ảnh con đĩa hút máu để nói đến lòng tham của kẻ ác, và ông giới thiệu bốn thứ chẳng biết chán, đó là âm phủ không từ chối một ai mà chứa tất cả. Người đàn bà son sẻ là người mong mỏi có con không biết chán. Đất không bao giờ từ chối nước, và lửa cần thêm nhiên liệu để cháy. Đó là bốn điều không bao giờ mãn nguyện điều gì. Bốn điều phi thường, đó là đường chim ưng bay trên trời, lối rắn bò trên đá, đường tàu chạy trên biển và đường tình ái giữa nam nữ. Đó là bốn điều diệu kỳ mà con người không thể hiểu nổi, nhưng chúng ta có thể vui hưởng trong sự diệu kỳ. Bốn điều làm đất rung chuyển, đứng không nổi. Người nô lệ làm vua, kẻ ngu xuẩn no đầy thịnh vượng. Người đàn bà đáng ghét lấy được chồng, đứa tớ gái lên làm bà chủ. Đó là bốn điều làm đất rung chuyển, khiến cho cuộc sống con người mất bình an và niềm vui. Chúa dùng Agurơ chẳng những dạy ông Ithien và ông Ucanh, mà còn dạy chúng ta về sự khôn ngoan qua những con vật nhỏ bé, những con vật do Đức Chúa Trời dựng nên. Bốn loài vật nhỏ bé nhưng khôn ngoan: con kiến lo sẵn vật thực trong mùa hạ, con thỏ rừng trốn vào khe đá khi gặp nguy hiểm, loài cào cào giàu không có vua chúa nhưng vẫn tập hợp bay từng đám, con thằng lằn vẫn ở trong đền vua. Bốn loài vật có dáng đi oai vệ, đó là con sư tử, con ngựa chiến, con dê đực và vua. Lời cuối cùng trong châm ngôn chương 30, ông Agurơ biện minh với người khôn ngoan thông sáng, vì họ chủ trương nói có sách, mách có chứng thì mới đáng tin. Agurơ dùng ba hình ảnh: đánh sữa ra bơ, đấm mũi chảy máu, chọc cơn giận, xin cãi nhau, để cho thấy Đức Chúa Trời đặt ra quy luật tự nhiên trong những tạo vật của Ngài. Agurơ, người được Đức Chúa Trời dùng để viết ra những lời châm ngôn chương 30, để cho thấy thông qua thiên nhiên, quy luật tự nhiên mà con người cần học sự khôn ngoan tuyệt hảo từ Chúa, để con người tìm kiếm sự khôn ngoan qua Kinh Thánh, lắng nghe và nhận lãnh sự khôn ngoan. Câu hỏi suy ngẫm: bạn học được điều gì qua thiên nhiên và quy luật tự nhiên mà Chúa bày tỏ cho con người? Chúng ta cùng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng khôn ngoan. Chúa đã bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài qua thiên nhiên. Xin giúp con biết tìm kiếm, dạy dỗ cho con những bài học thông qua thiên nhiên mà Chúa tạo dựng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.